Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu tùy niệm pháp? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên tư duy pháp thiện, chẳng nên tư duy pháp bất thiện, chẳng nên tư duy pháp vô ký, chẳng nên tư duy pháp thế gian, chẳng nên tư duy pháp xuất thế gian, chẳng nên tư duy pháp có ái nhiễm, chẳng nên tư duy pháp không ái nhiễm, chẳng nên tư duy pháp có tranh cãi, chẳng nên tư duy pháp không tranh cãi, chẳng nên tư duy pháp thánh, chẳng nên tư duy pháp phi thánh, chẳng nên tư duy pháp hữu lậu, chẳng nên tư duy pháp vô lậu, chẳng nên tư duy pháp thuộc dục giới, chẳng nên tư duy pháp thuộc sắc giới, chẳng nên tư duy pháp thuộc vô sắc giới, chẳng nên tư duy pháp có đoạn, chẳng nên tư duy pháp không đoạn, chẳng nên tư duy pháp hữu vi, chẳng nên tư duy pháp vô vi. Vì sao? Này thiện hiện, vì các pháp như thế đều không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì không có sở hữu, nếu không có sở hữu thì chẳng thể nhớ nghĩ. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu không nhớ nghĩ, không tư duy thì đó là tùy niệm pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tu tùy niệm pháp như thế. Nếu tu pháp tùy niệm như thế thì đó là Đại Bồ Tát làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế thì có thể viên mãn bốn niệm trụ, cũng có thể viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, cũng có thể viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể viên mãn bốn tịnh lực, cũng có thể viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể viên mãn tám giải thoát, cũng có thể viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, cũng có thể viên mãn tất cả pháp môn đà la ni, có thể viên mãn bố thí ba la mật đa, cũng có thể viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, có thể viên mãn pháp không nội, cũng có thể viên mãn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể viên mãn chân như, cũng có thể viên mãn pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể viên mãn năm loại mắt, cũng có thể viên mãn sáu phép thần thông, có thể viên mãn mười lực Phật, cũng có thể viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, có thể viên mãn đại từ, cũng có thể viên mãn đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể viên mãn pháp không quên mất, cũng có thể viên mãn tánh luôn luôn xả, có thể viên mãn trí nhất thiết, cũng có thể viên mãn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, vì dùng sức phương tiện lấy vô tánh làm tự tánh, nên biết tất cả pháp đều không có tự tánh. Trong ấy không có tưởng, cũng không có,